Hello, xin chào mọi người, lại là Mèo Ác đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến với mọi người một cái chỗ ăn buffet tại một cái khách sạn 5 sao mới nữa ở Sài Gòn. Buffet ở khách sạn 4 hay là 5 sao ở Sài Gòn hiện nay thì có rất là nhiều. Nhưng mà về giá cả thì đương nhiên là nó không có rẻ. Thường là buffet ở khách sạn 4 sao thì sẽ rơi vào tầm khoảng 1 triệu 2 đến 1 triệu 3 cho một người. Còn ở khách sạn 5 sao thì có khi rơi vào khoảng từ 1 triệu rưỡi cho tới khoảng hơn 2 triệu một người cho một cái phần gọi là không có rượu. Thì cái set gọi là buffet ở đây thì là có giá vào khoảng hơn 1 triệu 3 cộng cho một người, tức là vào khoảng 1 triệu rưỡi là đã luôn thuế cho một người không có rượu nha, chỉ có soft drink thôi. Tuy nhiên mình xin khẳng định với mọi người là khi mà mọi người bỏ 1 triệu rưỡi vào đây ăn thì nó cực kỳ xứng đáng. Tại vì ở đây là có tôm hùm, có hai loại tôm hùm, có tôm hùm tươi sống ở Nha Trang và tôm hùm Canada. Rồi mình ở đây mình sẽ có bò, steak bò rất là hoành tráng và chất lượng bò rất là tốt nha, chứ không có phải là bò tào lao hay là bò chất lượng thấp. Rồi có dễ sườn cừu, rồi cái quầy cheese bar với lại con khách, rồi bánh mì cũng rất là hoành tráng. Có rất là nhiều loại cheese và cheese ở đây theo như mình thấy là rất là tiêu chuẩn. Ví dụ như là cái loại brie thường thì ở những chỗ khác mọi người ăn thì nó sẽ hơi cứng. Nó cứng hơn cái loại camembert thì, nhưng mà ở đây thì là cái brie thì nó mềm, nó chảy và nó soft đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra thường thì đi ăn ở những chỗ mà buffet sang chảnh thì mọi người sẽ thấy là đồ đông lạnh thì thường sẽ có thịt bò, thịt cừu thôi. Còn hải sản thì cũng bình thường thôi, thì cũng sẽ có tôm cua. Thì đặc biệt là ở đây là cua là rất là to, tươi và chắc nha. Rồi còn cái chỗ mà hải sản thì ngoài là hàu, ở đây dùng hàu sữa Pháp, hàu rất là tươi, thì còn có là cá hồi sống, một cái con cá gì đó sống mà là để nguyên con ở đó luôn, ăn tới đâu sẽ tới đó. Và đặc biệt là ở đây là còn có các loại là ốc, trời ơi ốc siêu to và siêu ngon. Bạn muốn ăn như thế nào thì bên bếp sẽ chế biến cho bạn như vậy. Có sốt tỏi nè, sốt trứng muối nè, rồi rang tỏi, rồi cái gì nữa. Nói chung là ở đây là rất là tuyệt vời nhất là cái quầy ốc. Ngoài ra thì trong các món của quầy đồ nóng thì cũng có các món bình thường thôi. Ví dụ như là đậu lăng, rồi nóc chi, rồi cái loại rau củ. Và cái quầy đồ ngọt tráng miệng ở đây cũng rất là xuất sắc nha. Theo như mình thấy là nó xuất sắc hơn rất là nhiều so với lại cái buffet trà chiều cũng ở tại khách sạn này luôn. Là các loại là bánh ngọt mà có đế tạc và trái cây bên trên rất là ngon. Các loại bánh ổ cũng ngon luôn. Và sô-cô-la ở đây làm thì mình thấy cũng khá là đặc biệt. Ở đây có một cái bánh su mà nhân espresso rất là ngon, là mình rất là thích cái bánh này. Cái bánh này thì ở trà chiều bên dưới cũng có. Thành ra là có quá là nhiều loại bánh nên mà mình mới đi ăn có một lần, thành ra cũng chưa có ăn thử hết. Nhưng mà theo như mình thấy là cái quầy mà đồ ngọt ở đây khá đa dạng, phong phú và đẹp, chứ không có chỉ là một vài loại là bánh ổ để cho có giống như một số cái buffet ở cái khách sạn khác. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái danh mục gọi là bánh ổ ở đây nó ít nha. Ở đây các loại bánh ổ rất là nhiều, mà có những cái bánh giống như là triple chocolate hay là cái millefeuille rất là ngon nha. Trời ơi, cái millefeuille làm ở đây cực kỳ ngon, tại vì nó giòn chứ nó không có bị yếu giống như một số chỗ khác mình từng ăn. Nhưng mà riêng cái tháp chocolate thì ở đây thì mình hơi ngạc nhiên, là tại vì trong cái tháp chocolate này thì nó lại có liquor, tức là nó có rượu, thì không biết là con nít thì sẽ ăn như thế nào. Mỗi một bàn ở đây khi mà lên thì là sẽ có một cái gọi là một cái xô đồ hải sản lạnh, thì trong đó là sẽ có chân của cua tuyết rồi này kia, bên ngoài những món mà bạn gọi. Nhớ là gọi bao nhiêu thì ăn cho hết bấy nhiêu nha, đừng có bỏ mứa. Ví dụ như là cái phần ở trên bàn mình là gọi đầy lên là cho 3 người ăn. Thì đó, anh có thể thấy cái phần ốc rất là hấp dẫn nha. Nói chung là ốc thì bạn muốn làm bao nhiêu thì người ta sẽ làm bấy nhiêu cho bạn nữa. Sò mai rất là tươi và rất là nhanh hết.
Nói chung á là tôm hùm rồi đồ hải sản ở đây thì rất là hoành tráng. Khi mà mọi người ăn á, ở đây còn có một cái chỗ rất là đặc biệt là họ còn có biểu diễn các heo quay á, heo sữa quay á. Thì khi mà heo sữa quay thì họ muốn giới thiệu là cái heo sữa quay ở đây á, là nó khi mà đem lên cho mọi người á, thì là nó giòn, chứ nó không có phải là nó đã bị yếu vì đã trên quầy quá lâu. Thì họ biểu diễn cắt á, là dùng dĩa để cắt chứ không phải là dùng dao để cắt. Sau đó thì mọi người có thể tới cái quầy xong rồi lấy một cái phần ăn về cho mình. Cái hôm mà mình đi ăn thì heo sữa quay sẽ được chế biến theo hai loại là quay kiểu tàu, thì là sẽ ăn với lại các loại là pickle, tỏi ngâm này kia. Và cái kiểu thứ hai là kiểu Tây Ban Nha, ăn với lại sốt tương ngọt. Thì theo như mình thấy là ăn kiểu cái là heo quay kiểu Tây Ban Nha thì mình thấy là ngon hơn. Hoặc cũng thôi, có thể là do chúng ta đã ăn heo sữa quay cái kiểu mà làm theo kiểu Trung Quốc quá nhiều rồi, nên thành ra khi mà ăn heo sữa quay kiểu Tây Ban Nha đó thì cái vị nó lạ hơn, một cái sốt nó nói chung là nó đặc biệt hơn, nên thành ra mình thấy nó ngon hơn. Thường thì heo quay, heo sữa quay hay là con heo quay bình thường cũng vậy, thì cái phần giòn nhất sẽ là cái phần mà ở giữa lưng đó, chứ còn cái phần mà mấy cái chân hay là này kia thì nó sẽ không có giòn bằng đâu. Quầy sushi ở đây thì được nói chung là trình bày đẹp, tức là mỗi một cái phần là nó có vài cuộn, tới khi mà hết thì người ta lại đem lên thêm chứ, và nó không có phải là để trong, nói chung là nó cũng trình bày đẹp hơn các chỗ khác. Cái món ăn ở đây là khá là đa dạng phong phú và có thể nói là cái lượng món rất là nhiều, nên thành ra đi một lần thì chắc là ăn sẽ không có hết đâu. Ví dụ như là quầy salad mình thấy có nhiều món rất là ngon nha, trình bày đẹp nữa, nhưng mà thực sự là ăn không có hết nổi. Bạn sẽ có là salad mình tự chọn là có rau, có bắp, có các loại sốt thì bạn có thể tự làm dressing. Xong rồi lại có những cái loại mà salad hay là gọi là finger food hết là đã được làm sẵn rồi. Đó, ví dụ như là món tôm, sốt bơ này, salad tôm với lại bơ chẳng hạn đó. Rồi cũng có các loại các món cuốn rồi cheese, phô mai với lại cà chua. Ở đây còn có một cái loại nữa là cá hồi mà nó ngâm với lại củ dền, nó cũng là lạ lắm á. Thì ngoài ra những cái đó thì còn có những cái khay gọi là khay salad được trình bày rất là đẹp nha, đẹp không nỡ ăn luôn á. Mình cũng không có ăn hết nổi nữa tại vì rất là nhiều món. Rồi đây là cái món mà cheese, cái món mà brie mà mình nói là nó melty, tức là nó chảy ở một cái mức độ nhất định. Và đặc biệt cái là goat cheese, tức là phô mai dê, đây rất là ngon nha. Không gian ở đây khá rộng thoáng và đẹp, nói chung là một cái chỗ mà mọi người nên đến thử một lần. Thì buffet ở đây chỉ có một tuần chỉ có một ngày thôi, là Sunday brunch, thì sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa ở tầng 2 khách sạn My House Sài Gòn, địa chỉ là số 135 Ngô Thời Nhiệm. Chỗ này còn có chơi nhạc sống rồi này kia nữa, và đang trang trí Noel rất là dễ thương. Ok vậy nha, bye bye, chúc mọi người ngon miệng.